có mấy ông hơi tí tụt view kìa vì ABC XYZ thế nhờ. Tôi đã bảo rồi, các Tôi ông cảm ơn đéo đấy. cần phải đi, mẹ mày lo hộ tôi. Tụt view thì tôi đéo có tiền, nhưng có cái đéo ở đâu các ông có phải sống hộ thế nhờ. Xem thì xem, địt mẹ mày đéo xem thì ngủ, con mẹ nó đi 11 giờ rồi, không có bạn gái thì kiếm bạn gái mà chịch. Mà địt mẹ có bạn gái rồi này, đéo chịch thì cũng làm gì có ích cho xã hội, đủ má chứ cứ ngồi. Ông này địt mẹ được cái top 2 gánh xong rồi kiểu lại tụt view này. Sống hộ làm cái con cặc gì á. Vài rớt nó phải gánh, nó đéo không kêu thì thôi, xin lệ địt mẹ. Bắt cả Thôi ba cấm đi ba, để tôi cấm lâu rồi ông ơi. không phải để phải thi thoảng phải để thế, có mới có cái thứ để chửi chứ chẳng lẽ đi mẹ đéo để lấy cái gì chửi ba. Thật các bạn cách nhau làm ví dụ chả lẽ bây giờ mình lại bảo là ông virus này đi mẹ, ông Hà Nội tôi đéo chơi tôi đẻ ra Hải Phòng sao virus nó có tội gì đâu đúng không, bây giờ virus chẳng lẽ nó cũng chửi mình đi mẹ tại mày sinh ra Hải Phòng tao đéo chơi với mày, mình chẳng lẽ về bảo bố mẹ tại sao lúc ấy không đẻ con ở đâu đó quanh cái Hà Đông ấy thì bây giờ con với virus có phải là được làm bạn với nhau không đúng không, cũng cứ gọi là cứ phụt đại đi ở quanh quanh đâu đấy ở mấy cái bờ đê ở Hà Đông là có phải bây giờ con khác rồi không? Ui đi mẹ mày. Phụt tận ở cái gần Đồ Sơn thế này thì dám sinh mặt cười. sao nhìn mình lại như mặt như mã giám sinh, what the fuck man, ông này bị thế đéo đó. Ui bật nhau. Không, đồ này là dư đồ ấy. Ông bảo tôi nghèo, mẹ SKS mà nghèo, ông nhìn thấy scope chưa? Mẹ, tôi ship vào nhìn rõ tận chân lông chúng có luôn, thấy không? Súng này cũng, thấy không? Phải đốt cho hẳn mẹ đất đốt hàng xịn đấy không phải hàng lầm đâu thấy không, lục mẹ 12 viên ít đéo đâu, vào ba cái gì đây lúc nước đâu cũng cây xanh bắt xa bắt xa nút được một nhà đó ba đâu mẹ bút xa bắt xa bắt xa bắt xa nút được một nhà đây cái gì nút được một nhà với hai nhà cái gì. Đây người ta gọi là thử thách Brotherhood. Mê. Đi tìm có bắn đi ba đậu mê. Tôi qua nhà kia nhá. Qua nhà nào tôi đi với này. Tôi chia đâu ra. Đội nắm bắt tình hình còn cao hơn. Ok ok ok. Hiểu rồi không? Rồi rồi nó đang bò á. Có một thằng à? Không phải bò, cái hòm. À cái hòm thì tôi ta lấy nhá. Ờ, ông thích ta lấy, ông tôi ta lấy. Tùy. Tôi ra tôi lấy cho. Ok, tí, cái xe đấy. À, mới đằng nào, khói thôi. Đằng nào chưa tôi ai có đâu. Gì đâu. Ok, ok, ok. Nhìn lên bên đi ba. Đi ba, à, chết thì thôi, số phận này. Bây giờ tôi chạy đây, ông nghĩ tôi chạy ngược lại được. Mình đắp tôi chứ. Có mũ ba đâu đấy, ông chưa có mũ rồi. Ngon. Im im là thấy chưa lút rồi. Nhanh nha ba, đừng xin siêu thị nữa nhá, quẹt cái gì cứ quẹt hết đi. Về tính. Mẹ đúng đi siêu thị đồn bố. Mẹ lấy cái hòm có 4 đồ. Thay đạn sau, anh Nick đi à, đây. À, thế đồ, mẹ. Vừa đi thay đạn nữa, mẹ. Cái gì á? Hàng kìa. Đéo có cái gì thì mở cái khẩu súng mới ấy. Ừ. Được. Các ông phải hiểu là bây giờ cuộc sống nó rất khó. Ôi có thằng. Bắn. Ôi, bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Bên bạn này ba, bắn đi. Sao tôi bắn dính như thế mà cuối cùng ông lại ăn mạng? Ê, trước mặt. Kìa. Thôi lộ rồi. Ờ, ông ấy xịn đồng phê đâu đi. Tôi ăn máu nha. Tớ. Ê, lãng nghèo chưa kịp lút. Ê. Không ở đây. Cổ vãi trưởng. Không ở đây, ông tách ra. Tôi với ông chung ấy à? Thôi tôi từ tách, tôi tách. Okay, okay. Tôi lút thằng kia ra, tôi lấy. Khoan, tôi bỏ tôi lút kia đây. Không ở đây. Bắn đấu đi, ôi không ổn. Rồi xong này rồi đấy, xác định đi. X8 rồi. Đâu. Hai cái cây ở hai bên. Tôi đang bò. Quan. Mỗi cây một thằng hả hay như nào? Đúng rồi. Lu ra. Ok, fine. Tôi đang đồng đội rồi, từ từ. À, cái cây ngay trước mặt này.
Ôi từ 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 ông mua máu, máu 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 máu. Ủa nó bị thằng khác bắn tôi bỏ mày. Hai thằng khác. Thôi bắn đi ba. Nó ở cái cây xa xa kìa. Nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Cái cây xa xa hướng 240 255. Hiểu. Cây đen đúng không? Thấy cái cây hơi khó góc của tôi ông nhìn. Ông ơi. Hả? Bò đấy. Chạy thôi. Vào nhá. Ok cô. Có gì nằm nhá. Lên núi luôn. Kệ đó, kệ đó, kệ đó, lên núi, cái cây. Lên núi cẩn thận, cái hòn đá vẫn có người. Có thể okay. Chui. Đây, mình lên nằm ở đây này, hợp lý này. Cái cây trong bo không? Không rồi. Bo rồi. Ông vào bo nhá, cẩn thận nhá. Còn đá kia trong bo không ta? Không. Đá trong bo, đá trong bo. Nhưng tôi nghĩ à. Bọn đâu nhà vệ sinh à? Chắc chắn rồi, một thằng thôi. Không bọn nào, một thằng. Kìa kìa kìa. Kìa em một đứng đạp đâu đi đâu ấy. Núi ba. Ở này có một thằng cái sau cây nữa, ở ừ, đấy. Thằng khác nó bắn nó kia, thằng kia. Từ từ từ, tôi đang nhìn. Ông làm gì đấy? Phòng vệ sinh có nhá. Phòng vệ sinh 1, trên này 1, xong rồi. Phòng vệ sinh ông bè phòng vệ sinh nhá, tôi check này cả. Thằng này phải bao bao bao, thằng này phải bao bao rồi, ok ok ok. Ông cứ check nhà phòng vệ sinh nhá. Đừng để nó ra ngoài được. Ok, pha từ từ. Vậy là thằng này phải vào bo. Thằng phòng vệ sinh không cần vào bo. Giết thằng này trước và giết thằng kia xong. Nó sau cái túp lều, nó sau cái túp lều. Nó sau túp lều. Sau cái túp lều á? Nhìn thấy cái túp lều không? Túp lều xa nhất nó đằng sau cái đấy, nó nằm sau cái đấy. Nhìn thấy không? Nhìn vào cái túp lều, có cái hai cái giống như là hai cái bè ra ấy. Hiểu không? Vẫn không hiểu à? Cái giống như cái lán ấy. Ông đi cắm trại ông hay phải cắm lại xuống. Tôi biết ấy. Rồi, nhưng mà ý tôi là nó nằm sau đấy, tôi confirm cho ông. Ok ok. Thế tôi thấy một thằng ở cây mà. Mấy thằng phòng nó sinh nằm ta? Nó nằm ở sau đấy. Ok. Ok. Nó nằm sau đấy, bây giờ nó bỏ ở đâu tôi không biết. Tôi bom là về phòng vệ sinh nhá. Tên xui rồi. Nó bắn thả bắn tôi vào nó nhá. Rồi. Ông ném mày kìa. Khó đấy. Khó rồi, không, không có bom rồi. Ủi, ủi thằng nhà vệ sinh nào. À không, thằng cây kìa, lêu lêu, thằng lêu, thằng lêu. Lêu đó. Bom bom ơi. Vậy, ủi thằng nhà vệ sinh nào. Tôi bắn thằng bom, tôi bắn thằng lêu được. Bắn đấy. Ôi xong rồi. Quan 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 quan. Tôi bóng quá. Mẹ. Ông cứ kè vòng vệ sinh thôi. Vòng bo view ơi. Ông kè vòng thằng lều nhá, tôi giết này là xong rồi. Nó nói sao nhá? Cây nó mới đau gì? Ờ không sao, không sao, không sao. Mình okay, okay, xử lý okay. Tốt được rồi. Nghĩ bo nó. Bo nó. Đau. Let's go. Hey! Fuck yeah boys. Six kill. Hai tốc 1 liên tiếp. Sao lại được virus? Tại vì con ăn chơi hư đâu.
là mẹ cha phải tốn bao nhiêu tiền để cha phải vất vả một mình.